Chào tất cả các anh em trên mọi miền Tổ quốc nhá. Hiện tại em đang ở cơ sở 2 của em. Đang công việc hàng ngày là chỉ có live stream và làm những cái video bán máy, test máy gửi cho khách rồi. Rất là cảm ơn tất cả các quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc đã luôn luôn đặt chọn niềm tin vào cơ sở động cơ ô tô ông Thạnh nhá. Không biết nói gì hơn để lắp lại được những cái tình cảm và sự tin tưởng của anh em tất cả mọi miền đã dành cho cơ sở của mình. Chỉ biết là cố gắng mang lại thật nhiều sản phẩm tốt hơn nữa, giá cả hợp lý hơn nữa để không phụ lòng tin của tất cả anh em đã dành cho cơ sở động cơ ô tô ông Thạnh nhá. Hôm nay đây em lại có thêm một đơn hàng con máy Giang Ma 4TLV94 cho anh. Đây anh trai này, quên là tên là gì, anh Kha, anh ấy ở huyện ở An Kiên Giang, nhưng anh ấy ở chỗ đường Tri Tôn, huyện Tri Tôn An Giang giáp danh với Kiên Giang ấy, đi xuống hướng Tri Tôn An Giang là xuống đến Kiên Giang ấy là phải đi qua đường Tri Tôn nhá anh em nhá. Anh ấy xem trên mạng và bên đây cơ sở của em thì anh ấy có điện cho em bảo là em muốn mua con máy Giang Ma 4TLV94 máy đẹp, anh gửi ảnh cho em một con máy đẹp. Thế là em gửi luôn cho anh con máy này, chọn coi về cơ sở em có 450 con máy này cơ mà. Thì Giang Ma này thường là em bán vào máy cơ giới, nhưng anh Kha anh ấy mua về để là làm máy phát điện để sạc cái máy, sạc cái pin của máy bay nhá anh em nhá, sạc pin của máy bay. Thế em hỏi ra thì anh ấy bảo vậy, thì anh ấy bảo chọn cho em một con máy thật đẹp. Thì cái đây là con máy Giang Ma 4TLV94, em chọn cho anh ấy con máy rất là đẹp. Đây này, máy còn nguyên zin hết này anh em ạ. Máy ốc quy lát nguyên zin nhá, bơm kim nguyên zin này, chưa động, chưa có dấu mở này, nguyên zin hết, chưa tháo nhá anh em nhá, bơm kim nguyên zin đen xì luôn, quá đẹp, quá mới luôn. Đây hình thức bên ngoài này, đây anh em xem này, đây nguyên zin này, hai bên giải lốc nguyên zin nhá, hai bên giải lốc nguyên zin hết này, lốc đen xì luôn, rất là mới, rất là đẹp anh em ạ. Đây đây, quá đẹp luôn nhá. Thì em sẽ giới thiệu qua vòng tua và mã lực của nó. Còn Giang Ma 4TLV94 này là lòng của nó là 94, mã lực của nó là khoảng rơi vào tầm 60 PS nhá anh em nhá. Và vòng tua của nó là 2200, 60 PS và 2200 nhá. Giang Ma 4TLV94 bán cho anh Kha ở chợ ở Kiên Giang, nhưng đường đi xuống Tri Tôn An Giang ấy, qua Tri Tôn là đến Kiên Giang giáp danh với Kiên Giang An Giang nhá. Mua về làm máy phát điện để sạc pin máy bay anh em ạ. Lổ đi em ơi. Giờ em sẽ cho em thợ để lổ để gửi video cho anh Kha. Quá khỏe luôn. Không có một tí khói nào luôn này. Không có một tí đổ hơi nào luôn nhá. Quá mới. Không có một tí đổ hơi nào luôn. Quá khỏe luôn,
không có một tí khói, không có một tí đổ hơi nào luôn nhá anh em nhá. Máy zin lổ nghe tiếng lổ nó khỏe, nó chất thật anh em ạ. Em Hưng sẽ đăng video lên kênh nhá. Nếu mà anh em có xem được video ấy thì mong anh em hãy cho em một cái lượt đánh giá bình luận về hình thức bên ngoài, chất lượng tiếng nổ của con máy Giang Ma 4TLV94 này nhá. Xem nó có đẹp đúng như lời em nói không nhá anh em nhá. Khỏe thực sự luôn. Và anh em nào đang có nhu cầu mua máy máy này về lắp vào máy cơ giới này, lắp vào cái động cơ tàu thuyền này, cái ghe xuồng ra biển này, ra biển đánh cá hoặc là ra biển câu mực, hay là làm động cơ của tàu thuyền, hay bất kỳ công việc gì như hút cát, máy nước, máy phát điện, máy thủy, hay bất kỳ công việc gì mà anh em chế cháo, kể cả các loại động cơ xe tải, từ tải trọng nhỏ đến tải trọng lớn nhá, đầu kéo, máy múc, máy đào, tất cả luôn. Anh em có nhu cầu thay động cơ hay là mua cầu cống số má gì liên quan đến động cơ, máy gặt, bơm máy gặt, thay bất kỳ cái đồ đạc gì, mọi người chỉ cần gọi điện trực tiếp vào hai số điện thoại của em, hoặc là nhắn tin qua Zalo hai số điện thoại của em nhá. Em sẽ tư vấn miễn phí cho anh em làm sao có thể mua được cái dòng sản phẩm nào đó phù hợp nhất với công việc và điều kiện kinh tế của anh em, giá rẻ hợp lý nhất cho anh em nhá. Và một cái điều nữa là nếu mà anh em có mua hàng trên mạng ấy, phải tìm hiểu thật kỹ xem cái cơ sở mình đặt tiền mua hàng ấy, người ta có cơ sở đồng hành hay không, và người ta có làm ăn uy tín hay không nhá, để tránh những trường hợp rất là nhiều với anh em vì hám rẻ rồi chuyển tiền cọc cho những người làm ăn không uy tín, người ta không có cơ sở đồng hành rồi bị người ta lừa lấy mất tiền cọc nhiều lắm anh em ạ. Vì thế mà ở video này em phải nhắc nhở để cho anh em biết đường hạn chế rơi vào những trường hợp như thế. Và một cái điều cuối cùng nữa là nếu mà máy móc của anh em hỏng nó chưa nhiều ấy, anh em chưa cần phải thay cả một con máy ấy, anh em cần mua cái đồ vặt gì như cái lốc trục, quy lát, bơm kim, turbo, đề phát, hay kể cả một con ốc, cái bộ phận của một con ốc của con máy này hay bất kỳ con máy nào khác nha, mọi người chỉ cần chụp ảnh cái món đồ mình muốn mua qua Zalo cho em là em đều có thể tháo ra và bán cho mọi người được. Vì có những cái món đồ nó rất là độc, ở chỗ xung quanh, ở chỗ anh em cửa hàng đồ mới đồ cũ nó không có, thế là anh em phải điện cho em. Có những anh em bảo là bây giờ không có cái đồ này thì xe em không chạy được, máy em không nổ được, bây giờ anh mà không bán giúp em thì xe em không nổ được luôn. Nó là bán những cái đồ vặt này nó không đào lãi bao tiền đâu anh em ạ, nó chỉ giúp em mà quảng bá được cái cơ sở của mình thôi, sau này sẽ có nhiều người biết đến cơ sở của mình hơn. Nếu mà sau này anh em hay bạn bè của anh em có nhu cầu mua máy móc gì thì chắc chắn là anh em sẽ nhớ đến mình và ủng hộ cho mình, thì cái điều đấy là điều mình sẽ được. Vì thế mà lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ anh em hết mình luôn nhá. Như vậy là đơn hàng con máy Giang Ma 4TLV94 cho anh Kha ở đảo Phú Quốc đã xong. Sau đây em sẽ cho anh em thợ đóng ba lết và gửi máy đi và Phú Quốc cho anh Kha. Xin chân thành gửi lời cảm ơn đến anh Kha vì đã tin tưởng và ủng hộ cơ sở của em nhá. Chúc cho anh sớm nhận máy và mang máy về làm máy phát điện, để phát điện ra để sạc pin của máy bay. Mong sao nó mang lại cái giá trị tốt nhất đến cho anh, không phụ lòng tin của anh và xứng đáng với những đồng tiền mà anh đã bỏ ra để mua nó nha. Cảm ơn anh vì đã tin tưởng ủng hộ cơ sở động cơ ô tô Hồng Thịnh. Chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã dành ra những cái thời gian quý báu của mình để xem và theo dõi những cái video của em đã nha, ra ra nhá. Nếu mà anh em có xem được trên TikTok ấy thì mong anh em hãy cho em một cái lượt follow nhá. Cả trên YouTube nữa. Follow nữa. Xin chân thành gửi lời cảm ơn anh em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video con máy tiếp theo nhá.